Hello cả nhà, em lên một con T-shirt chính hãng nha, size 42, full bóc hộp sổ thẻ, hàng trưng bày nha, đẹp can như mới luôn. Đầy đủ luôn nha. Con này giá mới đang là 16 triệu nha. Đó. Đầy đủ luôn nha, thẻ T-shirt là thẻ bảo hành do ma shop chấm cơm nè. Khóa bướm, đầy mi vàng 6 kim, full chức năng luôn, đẹp can luôn nha. Dây hả chưa cắt luôn. Đẹp can luôn. Mời cả nhà cùng xem nha, dây đề mi vàng khóa bướm nó còn nguyên táp luôn nha, hàng trưng bày nha, mới tinh Thụy Sĩ nha, T-shirt chính hãng luôn, bao chách luôn. Đây full 6 kim, kim cọc vàng rất là đẹp sang trọng nha, hàng rất là đẹp. Hàng này lâu lâu em mới có nha, chứ không phải có thường xuyên nha. Mời cả nhà nha. Đó, hàng có sao em nói vậy. Đó, hộp hộp rất là xịn sò luôn. Giá mới là mười mấy triệu đó nha.